Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh bán hàng của đại lý Honda Auto Long Biên. Lời đầu tiên chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Và em là Hùng đến từ phòng kinh doanh của đại lý. Trong video này em sẽ cập nhật về giá xe, chương trình khuyến mại và tổng chi phí lăn bánh của dòng xe Honda HR-V trong tháng 11. Để anh chị và các bạn có sự lựa chọn về tài chính một cách hợp lý nhất khi mua xe. Ngoài ra anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký ngay để cập nhật những chương trình khuyến mại mới nhất đến từ đại lý Honda Auto Long Biên. Vâng, và đầu tiên em xin giới thiệu về chiếc xe Honda HR-V phiên bản L. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe HR-V đấy ạ. Với giá niêm yết là 866 triệu ạ. Hiện tại đại lý bên em đang áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt như sau. Đó là tặng cho anh chị và các bạn 100% tiền thuế trước bạ, tương đương với 104 triệu ạ. Và cộng thêm 10 triệu tiền mặt nữa. Và tổng khuyến mại tiền mặt của chiếc xe HR-V phiên bản L này là 114 triệu ạ. Ngoài ra vẫn còn tặng thêm cho anh chị và các bạn gói phụ kiện trị giá 50 triệu ạ. Và giá lăn bánh của chiếc xe Honda HR-V phiên bản L này tại Hà Nội đang là 878 triệu ạ. Trả góp hiện tại đang là 276 triệu ạ. Còn ở tỉnh, lăn bánh đang là 860 triệu. Trả góp hiện tại đang là 244 triệu ạ. Và ở dưới phần mô tả của video thì em có để một đường link nhận báo giá. Anh chị và các bạn muốn nhận báo giá xe, tổng chi phí lăn bánh, chương trình khuyến mại, trả góp, lãi suất ngân hàng như thế nào, hãy để lại thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm thì em sẽ gửi lại cho anh chị và các bạn một cách chi tiết cụ thể nhất ạ. Vâng, tiếp theo em xin gửi tới anh chị và các bạn chiếc xe Honda HR-V phiên bản G ạ. Với giá niêm yết là 786 triệu ạ. Hiện tại đại lý bên em đang áp dụng chương trình khuyến mại cho bản G gồm có tặng cho anh chị và các bạn 100% tiền thuế trước bạ, tương đương với 94 triệu ạ. Ngoài ra còn tặng thêm cho anh chị và các bạn 10 triệu tiền mặt. Và tổng khuyến mại tiền mặt của bản G là 104 triệu ạ. Ngoài ra còn tặng thêm cho anh chị và các bạn gói phụ kiện trị giá 50 triệu ạ. Còn anh chị và các bạn muốn có giá tốt hơn, hãy liên hệ trực tiếp với em Hùng theo số điện thoại ở phía góc dưới màn hình. Chắc chắn giá lúc đó sẽ là tốt nhất thị trường luôn ạ. Và chiếc xe Honda HR-V phiên bản G này lăn bánh tại Hà Nội đang là 798 triệu ạ. Trả góp sẽ là 253 triệu ạ. Còn ở tỉnh, lăn bánh đang là 780 triệu. Trả góp sẽ là 221 triệu ạ. Vậy là trong video này em đã giới thiệu tới anh chị và các bạn về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda HR-V rất là chi tiết và cụ thể rồi đấy ạ. Anh chị và các bạn thấy video hay hãy like và đăng ký kênh để cập nhật những khuyến mại mới nhất đến từ đại lý Honda Auto Long Biên ạ. Em xin phép dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video ạ.